Dạ. Ở đây nói thiệt với con nha, nó có ơn trên. Ăn cơm không có gian coi, mua con cách đê giùm anh cái lóc người lớn gì nhiều kho. Dạ. Rồi cái chắc miếng nước cơm chan vô ăn. Dạ. Con này chứ không có gì hết. Dạ. Không có vốn gì tôi mà mua ăn. Dạ. Thế là không có cái gì ăn luôn ăn không hả bà? Không có ai mà ăn mướn, mà thuê đấu có hai mẹ con bệnh hết trơn. Ăn thua người ta cho chó ăn. Khổ. Ừ, ăn uống mà thua cho chó ăn đó hả? Ừ. Bà nói nghe ra. Xin kính chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Nay mình đang có mặt tại ấp 5A, xã Phú Cường, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang các bạn. Mình được mọi người kể về một hoàn cảnh của một bà cụ năm nay 83 tuổi các bạn. Nhưng mà sống cùng với người con trai năm nay cũng 60 tuổi nhưng mà bị bệnh tim. Cho nên là mình mới ghé lại để mình hỏi thăm. Tại chị thấy đông đông nó ở nhà mình có gì ta? Là làm sao bà, làm sao bà? Đi ngay nằm ở đằng sau đây cơ. Là bà cô ở ở đằng sau đây cơ. À, bà nằm sao còn nhà trước nắm quá. Dạ. Yeah. Chị hai ơi. Có mấy người lại thăm chị nè. Mất. Có người thăm ở đâu rồi nhìn đó về tới lại đó. Chào chú. Đây nè. Dạ dạ. Mẹ đang bệnh nè, bệnh tim nè. Rồi đi đó gì gắt tiên gắt tiên. Con chào bà. Cái gì đó. Là ngồi ghế đi ngồi quá rồi. Dạ dạ bà cứ ngồi đi bà. Bà ăn cơm, bà với chú ăn cơm đi. Ăn xong đi rồi nói chuyện cũng được. Dạ dạ. Thôi ngồi đi, ngồi đây cho mát, ngồi trước mát nắng. Con ngồi ghế nha. Dạ dạ dạ. Mệt hoài con ơi, mệt đi không nổi. Đi chân cẳng cũng muốn chân. Gửi qua. Bà ăn cơm cho xong đi. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Sao bà ốm chứ bà? Có ăn cơm được không mà ốm chứ vậy? Ừ, ăn không được con ơi, lúc hổm còn ăn được nửa chén. Rồi biết rồi cái muỗng hấp canh nó hai muỗng. Chứ mà còn không muỗng mấy. Dạ dạ. À. Ăn nổi, nó ốm, nó rút. Chứ phần cái giò này nó nhức nè. Dạ. Nó nhức đi đây lần trước lần trước là nó nhức rồi đi không biết không nổi. Dạ dạ. Ừ. Trên nhà không ở mà mình xuống dưới đây mình ở hả? Ờ, xuống đây cho nó mát. Xuống đây cho nó mát hả? Ừ. Tao thấy nó chẳng mát là mấy. Vậy đó mà nó làm nổi nữa. Nhà trên thì mấy ông nhà nước cho thì đó mấy nhỏ đi nhảy vũ. Dạ. Nhà cũng cất cho đó. Suy gì vậy? Dạ dạ. Bà cất cũng không nổi. Vừa cái này nó gắt rồi, giờ đấy mua cái đó ăn che đỡ vậy không? Dạ dạ. Bệnh ở trên nhà tặng nó cũng bệnh tim, đâu có dám mặn gì nổi. Dạ. Tùy chục cái trở lại thôi không nhé. Dạ. Cái bà đó, cho con hỏi là bà tên gì? Nguyễn Thị Chín. Nguyễn Thị Chín. Ờ, Nguyễn Thị Chín. Dạ, năm nay bà được... Hôm nay 82 tuổi rồi. Tám mấy bà? 85, 86 tuổi. 85, 86 tuổi. À. Dạ. Ngủ ghế coi. Rồi bà có mấy người con bà? Đâu, mà giờ có vợ chồng hết giờ còn mình thằng nó không có vợ thôi. Có mình với chú đây là có vợ. Còn có thằng Thiết Đạp nó đâu có vợ. Dạ. Là chú bị bệnh gì bà? Hả? Đó nó bị tim, hôm đó đi ra nhà thương nằm á. Nằm rồi bị tim vậy không có bằng gì được hết rồi. Gần cái năm rồi không có làm không. Bà kia đào mướn ghen, không dám đào nữa, làm đâu nổi. Dạ dạ. Con coi nè, đóng cái ghế ra đặt cho nhỏ kia để một điều đựng nó lột á. Dạ dạ dạ. Mà đóng con bữa đó mà. Tối hay thay. Bữa qua bên đây ngồi này chú. Tối hay thay chạy nước biển. Rồi đi chích uống thuốc. Dạ. Thôi, bà có chút cái gì mà nó đau nó nằm. Trời ơi, đó đây có ai là bà gọi gì con. Bị ở trên nó nắng quá con ơi. Dạ. Trên cái nóng quá trên này xuống dưới bếp ngồi. Cái này có gió nè, gió mát. Dạ dạ. Chú tên gì chú? Nó tên Mến. Mến hả cơ? Ờ, Nguyễn Thị Mến. Chú năm nay được nhiêu tuổi rồi? Được 60. 60 tuổi? Dạ. Yeah. Chú không có gia đình luôn hả? À? Ờ. Chưa, từ đó giờ ở vậy không có vợ. Dạ. Yeah. Không còn, có... Còn mấy thằng kia có vợ, còn mấy đứa kia... Là bà có mấy người con tất cả? Hãy 6-7 đứa gì? 6-7 người? Ừ. Có ai ở gần đây không bà? Hả? Có ai ở gần đây không? Tứ tán hết trơn à? Tứ tán hết trơn à? Có nhỏ thứ 6 còn ở đây. Nhỏ thứ 6 mà còn ở đây, các cái nhà nhỏ sao đó, nhà nước cho đó. Còn nhỏ Út ở dưới kia. Dạ. Nó là nó gả con nó hởm nó làm nó dạ. Còn nhiều thì đi xa hết. Dạ. Rồi các chú các anh chị đấy có lo tiền ăn tiền uống cho bà không? Ờ đúng. Nó nghèo chết mẹ nó mần từ ngày. Có tiền nó ăn uống con. Nghèo quá nên là không có giúp được cho bà hả? Lại nó giúp lại giúp đi bằng bướm người ta rồi gì vậy cái chuyện. Trong 2-3 ngày nó xách chổi lại nó quét nó dội cho bà thôi chứ. Dạ. Bà cả tháng bà không quét nổi nên. Dạ dạ. Đứng lết không nổi nữa. Giờ còn có ba hai đứa con gái ở gần đây còn đứa thân ba đứa con gái đứa chết rồi nặng ngồi thằng thờ đó nhưng yeah. Với ai
Là nhà bà là nhà này hay là nhà đằng sau đây? Nhà này của nhà sao, nhà anh gái. Dạ. Rồi giờ cháu dâu, dạ. Dâu nở. Là chú bị bệnh tim lâu chưa chú? Năm mấy hả? Lần trước là chú làm gì? Thì cũng mần ruộng đâu, không uống mần ruộng không à. Nhà mình có nhiều ruộng không cơ? Có hai con ruộng mà bán rồi. Dạ. Ừ. Bán làm gì bà? Bán uống thuốc, có men đồ đó. Dạ. Một công bán được nhiêu bà? Không biết gì đó, ruộng quên được coi, mấy đứa cháu nó bán gì. Giờ có hai công. Giờ còn hai công. Ờ, cho mướn bằng mùa, tới mùa vậy đó. Dạ. Một mùa phải lo nhiêu tiền cơ? Ờ, mùa cho mướn, tao cũng mướn, tao có chục dạ, như bán nhiêu, tao đưa mình nhiêu vậy đó. Chục dạ là bao nhiêu thôi? Chợ gạo á. À. Một dạ lúa là bao nhiêu ký? Ờ, không biết. Dạ lúa nó 20 ký. 20 ký. Ừ, 20 ký dạ lúa. Thì lượng tâm nhiều khi có khi công 1 triệu, 2 triệu, công 1 triệu vậy đó. Năm nay có giá hả? Một công là 1 triệu. Là một mùa hả? Một mùa. Mùa là một năm là 3 mùa. Ờ, năm 3 mùa. 3 vụ. 3 mùa là được 6 triệu à? Nó còn ai ngồi lỗ không hả? Dạ không. Tưởng nó còn ra mời vô ngồi. Vậy là 6 triệu rồi. 6 triệu một năm. Hai công thì cho khoán được 6 triệu một năm. Không đủ tiền thuốc. Là tính ra là một tháng được 500 ngàn. Đúng không? Thế bà năm nay được tiền cho cấp chưa bà? Tiền nhà nước cho. Dạ. Có, hồi thằng tháng. Tháng được bao nhiêu bà? Tháng được 200 mấy. 207 hả? Ừ, 207. Ngồi đây cũng nóng quá. Mình lên nhà trên cho con thăm nhà tí được không? Không có gió để ở nổi luôn. Mình lên trên nhà cho con thăm nhà tí ha. Ừ, lên bà đi. Dẫn con lên đi. Lên đến đi. Bà dẫn con lên. Ừ. Chị hai lên trả đi nhà ta đi. Chứ mất hả? Ngồi. Dạ, chưa. Ngồi giống mà đứng gì không muốn nổi. Ngồi mà đứng lên không nổi hả? Ừ, ngồi không nổi. Quá thôi. Ăn uống không được rồi nó. Đi hút. Mà cái giò này tới nhất. Trời ơi, bà kênh. Chết đi chết. À mày. 85, 86 tuổi rồi. Đây đi con. Dạ. Lấy ghế của Tư ơi, lấy ghế đi của Tư. Dưới cho mấy chú. Tư à, lấy ghế đây nha. Nhà nó mất sập trên rồi. Cái chiếc xe đó là mấy đứa cháu đi mằng mướn á, rồi nó gửi. Ừ, cháu gửi. Ừ, nó hay gửi với tôi không có gì trơn nhà không. Dạ dạ. Ừ. Nguyễn Thị Kính à? Nguyễn Thị Kính. Sinh năm 1932. Ủa? Sinh năm 32 là năm nay là không biết giờ bà 7. Không biết nhiêu tuổi. 68 là 88 tuổi rồi. Đúng không ta? 68 là 80 tuổi, 8 gần 90 tuổi rồi đó. Bà nhớ mày mãi vậy chứ không nhớ tên. Rồi, dạ. Rồi hàng ngày thì mình tiền bạc ở đâu mình lấy tiền mình xài bà? Tiền hả? Trời ơi, người này người kia thăm rồi cho người 100, 200 vậy đó. À, ý là mọi người mua thuốc đủ. Dạ. Mua đồ ăn thuốc đỉnh. Dạ. Trời ơi, nói thiệt với coi nha, nói có ơn trên. Ăn cơm không có gì ăn coi. Mua con cá đê giùm ăn cái lóc bị lớn gì nhiều kho. Yeah. Rồi gây chắc miếng nước cơm chan vô ăn. Dạ. Yeah. Yeah. Không có vốn gì toàn mua ăn. Dạ. Thế là không có cái gì ăn luôn ăn không hả bà? Không có ai mặn mướn, mặn thê đấu. Có hai mẹ con bệnh hết trơn. Dạ. Yeah. Phải thằng này nó định bệnh tim á, thì nó đi đào mướn giấy ăn ta đồ cũng có tiền. Dạ. Yeah. Nó mấy năm trước nó khỏe rồi nó đi mượn mướn được. Dạ. Yeah. Và bây giờ là hai mẹ con nhiều khi không có gì để ăn luôn. Ừ, không có cái gì bán hết. Nhà cũng có trống lỏng liễu, có gì không bán. Dạ. Là từ lúc chú bệnh đến giờ là khổ đúng không? À. Không có người đi làm kiếm tiền. Ừ, không có tiền xài, không có tiền mua đồ ăn thì con khổ rồi được con. Dạ, hai dạ. Đứa con đông mà nó còn ở chung với mình nó nuôi mình được. Dạ, con dạ, này dạ. Nó tứ tán hết trơn rồi, nó có chồng có hết. Dạ. Trên hình trên bàn thờ là ai bà? Ông thờ ấy. Ông thờ này là của ông xã. Còn đó thằng con trai thứ bảy. Ông ngồi đó thằng con. Ông đây nè. Ông là giữa còn là con là ở bên đúng không? Hả? Con là ở bên này. Ờ, ở bên trên đó. Là con thứ mấy bà? Thằng thứ 7 đó. Dạ. Ừ. Thấy cái hình này ghép cho mình ghép có vẻ là hơi lỗi. Ừ. Hồi xưa đó. Hình này là không biết là ai làm nhưng mà cái đầu và cái thân là không có khớp nhau. Ừ. Lấy ghế ngồi cơ, lấy ghế ngồi. Người có thường xuyên ăn cơm với mắm không bà? Hả? Thôi được lấy thôi. Ông nói gì? Không có đồ ăn vậy có thường xuyên ăn cơm với nước mắm à? Ừ. Thì cứ mua con cá nhỏ nhỏ dìu kho cái rồi chắc nước cơm chan ăn
chắc nó cơm mà có mướp phải nấu thì dạo với nơi nó một ngọt. Dạ. Ừ. Ăn khổ lắm, bởi vì thành ra ăn không được, ớn quá rồi, ăn không nổi. À, toàn là do không có gì để ăn. Có cái gì ngon, người ta có cái miếng ngon vật lạ đồ. Dạ. Còn mình không có gì chứ. Dạ. Như người ta già giờ là có sữa, có nước, có ngon người đồ ta ăn. Có tiền, ta mua thứ này, thứ kia, người ta bập theo. Dạ. Người ta xào, này xào kia, ta nấu canh đồ, còn mình chín chát. Bao lâu rồi chưa được ăn thịt bà? Hả? Có thường xuyên được ăn thịt không? Thì ăn vậy đó, mà ngày ăn có bữa, hai bữa. Sao vậy? Chứ mời ăn miếng nhìn dài hai hai, chừng muỗng cơm thấy không? Rồi chiều ăn muỗng cơm vậy rồi xong. Dạ. Ăn không được, ăn nuốt vô không nổi. Có miếng này ngon đâu nuốt cho ngon. Dạ. Rồi cứ nước cơm chát ăn với cá kho. Là ông là mất lâu chưa bà? Mất lâu lắm rồi. Mất hồi chưa Cao Bình. À, Hòa Bình, hồi 75 đến giờ. Ừ, hồi đó tăng cư với miếng tây nè, rồi bệnh cũng chết. Dạ. Rồi một mình bà là nuôi 5-6 người con. Nuôi mấy đứa con tới lớn khôn lớn rồi gã, cứ hết. Dạ, xong rồi đi hết, không ai nuôi bà hết. Không ai nuôi tới, giờ nạp đây cho trơ mình nha. Vì với thằng này thôi thì không có ai hết. Dạ. Con nó cũng nghèo. Dạ. Nó không đâu có tiền đâu, nó cho mình. Có nó đi có cái gì ngon ngon nó mua cho 50,000 hay vậy. Tháng ví dụ như mỗi người cho bà ví dụ như 5-6 đứa thì mỗi đứa thì cho bà 100,000 là đủ dài rồi. Ừ. 100,000 đi hai đứa chở hết. Không lẽ là làm mà không được 100,000 cho bà. Ừ. Nó làm thì có cho. Thế trong người bà có ốm đau bệnh tật gì không? Hả? Bà có bị ốm đau bệnh tật gì không? Thì bệnh trong mình vậy nè. Bà bệnh cái gì? Bây giờ nó mở thấy không? Bị tim. Bà bị bệnh tim. Tim nữa, rồi cái giò này nó nhức, nó bị khớp. Cái giò này bị khớp. Khớp? Ờ, khớp đi xa không nổi, đây ra lộ đi không nổi. Dạ. Ờ, ở dưới lên đây là thì giờ nó nhức rồi. Dạ. Nhức là đi không được. Ờ, nhức nhiều khi quá khớp. Trời. Chưa trời. Rồi bị bệnh tim. Ờ, chưa trời của Chúa biết nhưng con ơi. Đau quá không biết làm sao. Bây giờ xuống nhà thương dưới thì nó cũng chích thì không bỏ mình nằm đó chứ có gì đâu. Dạ. Thôi đi ở nhà đi mẹ, nên mình đi tiêu đi tiểu rồi cũng dễ. Xuống dưới khó lòng, không có ai đâu nuôi. Dạ. Yeah. Có thường xuyên đi bệnh viện không bà? Hả? Có thường xuyên đi bệnh viện không? Có, lúc trước, mấy năm trước có đi. Yeah. Đi xuống ở Cà Lậy rồi cũng 5-10 bữa. Yeah. Rồi xuống Mỹ Phước Tây cũng 5-10 bữa. Cũng yeah. Có nằm 2-3 chỗ rồi. Mà thấy cái bệnh thì cũng còn bệnh hoài, không hết. Dạ. Yeah. Thôi không đi, đi đơn chiếc quá con ơi. Không có ai nuôi, có hai mẹ con rồi. Có nhiều con lắm mà, có mấy người con gái. Ừ. Và kêu con gái đưa đi chứ. Gái nó cũng có chồng, có con, lo mừng mướn. Chồng con thì cũng phải lo cho mẹ già chứ, mẹ già rồi phải lo chứ. Bởi vì khổ lắm rồi. Khổ sao bà, nói cho con nghe nè. Khổ là không ai nuôi cơm nước cháo lao vậy đó. Nhiều khi thằng này nó khỏe thì nên nấu miếng cơm rồi nó để đó. Rồi vì khỏe khỏe gì vậy xuống gì xúc múc. Yeah. Rồi xuống trang miếng nước cơm rồi trang miếng cá vậy rồi ăn vài muỗng vậy rồi xong. Ăn thua người ta cho chó ăn. Ừ, ăn uống mà thua cho chó ăn đó hả? Ừ. Bà nói nghe coi. Cái tay bà bị gãy hả bà? Bệnh hoạn có ai đâu lo. Tay bà bị gãy hả? Cái tay này hôm đó té tặc nè. À, té bị gãy tay hả? Ờ, gãy tay. Rồi cái tay này giờ dở lên không được, nó rung nữa nè. Yeah. Bị gì xách cái bình nước á, cái thùng nước nhỏ vậy nè. Rồi cái xách để lên nó tắm á. Yeah. Cái rồi nó dằn xuống vậy, nó đặt cái tay này, nó rung. Yeah. Hai cái tay trên. Hai tay nhất á. Ốm đau bệnh tật không người chăm. Ừ. Con cháu nó cũng nghèo, đi mà mướn từ ngày. Dạ. Ừ, nên con lo phần nào thôi, đỉnh với đâu phải nợ từng mình hoài. Dạ. Ừ. Con nghèo lo làm ăn. Rồi là bà cũng đông con nữa là bị ít rồi. Hả? 7 người con mà đúng bà. Hả? Ba 7 người con mà đúng không? 6-7 đứa. Ừ. 6-7 người con. Ừ, phải chứ. Con vợ chồng hết, còn mình thằng này. Chúng là mỗi người chỉ cần cho 100,000 thôi là sống khỏe. Ờ, còn thằng thứ tư giờ nó đi nghĩa vụ nhà nước là đi trong vòng 3 năm không quá 6 tháng mà nó đi tới 4 năm đi rồi tới chừng mãn rồi nó về rồi cái nó đi theo cái mất tiêu tới giờ luôn không gì nữa đi hôm nay là 20 năm rồi không là gì con gái hả bà? Ờ, thằng đó thằng tư là bỏ đi hả bà? Ờ, nó bỏ đi theo cái mất mẹ, nó không có gì thăm gì nữa. Bỏ đi theo cái đi theo cái mất mẹ là không có liên lạc luôn. Ờ, không có liên lạc không gì trơn mà không biết là còn sống hay là mất, không biết còn sống hay chết không biết. Vậy là không có biết tin tức ở đâu luôn. Không, không nghe tin đâu, nó ở đâu, ở trên là cua, lăng biển, trong bệnh. Vậy là có nghe tin là ở trên đó. Lúc người ta đi buôn bán, người ta phải gặp nó. Ừ. Rồi có nói, trời ơi, cụ hai của bệnh quá, ông không về thăm, ba gần chết rồi. Ừ, gửi vậy chứ không có gì, ta hiểu luôn rồi. Yeah. Giờ thăm mấy năm rồi, không có gì giờ luôn. Khi, mình thằng này là đó là trâu sông lạc chợ đó.
chứ còn nhiều con nó, cháu nó cũng ở gần gần thành thế ở thành phố lên thành phố nó bận cái nhưng mà con cái gần nhưng mà không có để không có cái gì cho bà ăn này ăn gần không có cái để ăn với nó có thì nó mua chút đỉnh còn không có thì thôi nó cũng lột từ hột điều còn thằng chồng nó đi đi mà làm lò bánh mì ở trên thành phố tháng nó chắc rồi có khi nào mà không có cái gì ăn mà nhịn đói không bà thì ăn cũng gái chan nước rồi uống ăn bảy muỗng nửa muỗng nha nhịn đói thì nó mệt chứ lắm bà con ơi nhịn đói quá nó mệt còn mấy giờ biểu thằng này nữa nấu miếng cháo trắng nấu miếng cháo trắng ăn nấu cháo trắng cho bà ăn, bà ăn cơm với cháo trắng trắng ăn với đường ăn cơm với cháo mình mua tí thịt mà mình bầm về mình nấu cháo thịt ăn không được nữa con thịt ăn không được nhiều khi tụi nó mua cho một thịt thì về không ăn được thịt đó bà ăn không được nữa sao vậy sao ăn không được ăn vô nó ngán ăn không được nút vô không nổi nút vô cái nồi ra chứ phải ăn được thì nó đâu đến đổi gì vậy cái gì ăn không được là nó ọi ra ăn uống cái giờ cả đó ăn nó cũng hơi khó khăn đúng không ạ không hợp khẩu vị rồi đó căn bản là bà không ăn được là nhiều khi nó không có sức khỏe để cho bà ăn không được cái đâu nó bệnh thôi không có sức ăn không được là không có sức khỏe mệt quá rồi kêu trời kêu đất ngày tối ốm đau bệnh tật có ai chăm bà có nó cũng lợi vậy cái tay của bà gãy lìa ra ngoài hôm đó nó gãy trong chỗ này nè giờ cái tay này hôm đó xách thùng nước để lên cái nó dằn cái nó cặt cái chỗ này giờ thì con thấy nó rung rồi hai cái tay rồi cái giò nó còn gì tay cũng đau mà giò cũng đau luôn cũng na hai bốn cái mà đau hết ba cái rồi sao bởi vì sống qua ngày sống không biết ngày vợ nè cũng khổ à con cái đông nhiều nữa con cháu đông mà giờ nó cũng nghèo con nó đi bằng bướm hết trơn đi bằng ăn hết trơn đâu có ở nhà đâu nó lo cho con mình từ miếng cơm miếng cháo phải nó khá cũng đỡ cho mình còn này nó mà đủ lắm đứa thì hai đứa con đứa anh đứa rồi nó mặn lo nuôi con đó rồi lúc mà dịch bệnh dịch rồi bệnh nó mặn không được nữa nó nghỉ ngày bà ăn có hai bữa thôi ăn hai bữa hả nó không đói ráng ăn nuốt để sống qua ngày chứ không đói không biết đói cái nó đói quá mệt thì biểu thằng này bắt miếng cháo trắng nè Này con tới thăm bà đó con tặng bà cho hai chai dầu nóng này dầu này nóng hả dầu này dầu xanh ở bên Mỹ á nó nhức mình tha nữa đúng rồi xoa đau nhức cảm sốt nào kia bà lấy bà bôi là hai chai dầu nóng vậy cảm ơn mấy con nha cái hai chai dầu này của chị Dô Cô Vũ gửi biếu cho bà đó mấy con thay mặt chú Hồng A Trang á gửi biếu cho bà 1 triệu mua đồ ăn nha hởm mấy ông lên xã này nè cũng xuống rồi thăm bà đó mấy ông cho được 3 triệu bạc rồi cái lớp nào mua thuốc uống rồi lớp nào chích thuốc rồi lớp nào vô nước biển nó đau nó nhức quá rồi làm muốn hết trơn đâu còn giờ con thay mặt anh Hồng A Trang biếu cho bà 1 triệu mấy thay mặt cô Dô Cô Vũ biếu cho bà 2 chai dầu ha để cho bà có tiền mà mua thức ăn bà thích mua gì bà mua chị cảm ơn mấy cháu hết trời ơi mắc nợ mấy cháu nhiều lắm đứa nào tới nó cũng cho tiền hết trơn mắc nợ đây con biếu cho bà 1 triệu nè tiền này là của anh Hồng A Trang cảm ơn mấy cháu còn 2 chai dầu này của chị Dô Cô Vũ biếu cho bà 2 chai dầu để cho bà nóng sốt cái này nó mở nó hơi khó nha bà cái này nó hai nút lận cho nên mình mở hai nút em bởi vì nó có hai nút nút của nó nút của cái chai dầu để con mở con chỉ cho bà ha để nó nhức thì mình tha đúng rồi con mở con chỉ cho bà chứ không nhiều khi bà mở không được bà lấy búa dao bà gõ nó không ra đấy cái này là nó có hai nút lận nó có ví dụ khi bà mở ra một nấc xong bà phải kéo lên này kéo lên xong bà mở tiếp mở rồi kéo nó mới ra biết rồi đó là mở 2 lần nó mới ra nó có 2 cái nắp hai đằng hai nắp xong là mình đậy vào này đậy vào đấy nó cứng rồi thôi xong đó mình mở ra lúc nào cũng được là mình phải kéo cái này ra này kéo ra mình mở tiếp
cái mạnh nó ra xong mở là nó ra ha. Đấy, và bôi thử đâu, thơm không? Thơm. Đó, dầu này gửi từ bên Mỹ về đó. Dạ, đây bà cầm đi, đây còn chai này bà cắt đi. Ừ, chai này cắt, chai này để lát ha. Nước quài. Dạ, bà gửi lời cảm ơn mấy cô chú đi. Bà gửi lời mấy cô chú mà cho cái dầu mới cho tiền bà đó. Mấy chú cho tiền nha. Dạ. Tôi công mấy chú, mấy cháu cũng đi trong cực khổ quá, cảm ơn hết trơn nha. Dạ. Để... kêu con cháu nó mua đồ ăn cho bà ăn ha. Để mua sữa cho bà uống ha. Giờ mua sữa uống. Dạ, nếu có dịp nào ấy, thì con lại ghé con thăm tiếp. Khi nào con có đi ghé đây. Dạ dạ dạ. Mua nước trà cho mấy anh con uống. Dạ thôi được rồi, không cần đâu bà ơi. Bọn con xin phép bọn con đi luôn đây. Cảm ơn mấy cháu hết trơn. Dạ dạ. Nếu mà có dịp nữa thì con lại ghé con thăm bà ha. Khi nào con có đi đâu con quở ghé thăm ấy. Dạ dạ. Thăm người bà còn khỏe không mà bà đi. Dạ. Các bạn, hôm nay mình tới mình thăm bà các bạn, bởi vì bà nói là con thì cũng đông nhưng mà do con cái cũng nghèo khổ các bạn. Có mình cái chú này thì chú bị bệnh tim, không có lo làm kiếm tiền được. Thì hai mẹ con tá túc ở đây sống, hàng ngày ăn uống thì không có cái gì để ăn các bạn. Nghe bà nói cái câu mà ăn còn thua cho chó ăn nữa, cho mình nghe mình đau lòng quá. Rồi, bây giờ mình cũng tới thăm bà, thì cũng gửi cho bà chút quà. Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau ạ.